Hello, 9.400 người bạn của tôi, chỉ còn 600 nữa thôi, cố lên các bạn ơi. Đợt trước, tôi làm cái video hướng dẫn build Eto, không phải vì tôi đưa một drone để kiếm bảo hiểm cho Navia đâu, mà là vì tôi cố ý đó. Nhưng có vẻ như những cái bạn cố ý drone Sino, chứ không phải là những người cố ý drone Sunlink mà không nghĩ tới hậu quả. Cần tôi làm một cái video build để an ủi tấm lòng hài hước của các bạn khi bác Baffy Sumeru đã xuất hiện và xả những cái câu đùa hài hước để làm lòng bạn quặn lại. Thôi, không chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Ok các bạn, chào mừng tới với thách thức danh hài nha. Tại đây bạn sẽ là thí sinh của thách thức danh hài để xem trò đùa của các bạn có khúm núm không, và giám khảo cũng như là người phán quyết sẽ là Sino chứ không phải là Sino. Sau khi nghiên cứu để làm video này, tôi thấy khá là nhiều người chơi Sino có một lượng sát thương đầu ra khá là cao, khá là tốt. Tuy nó cần trang bị vũ khí 5 sao nhưng mà nó không phải là sát thương kiểu khiến người ta hối hận sau khi roll, nhưng mà không hiểu sao Chấn Thành 2 lại là nhân vật khiến nhiều người chơi hối hận nhất. Có lẽ là do lối chơi đứng sân quá lâu đúng không ta? Khác với nhiều nhân vật khó hiểu mà tôi đã từng làm video build, bộ kit của Sino nó khá là đơn giản. Sát thương của Sino hầu như dựa vào tấn công, và khi dùng chiêu thì các bạn chỉ cần bấm nút và đánh lộn thôi. Chiêu kỹ năng nguyên tố của Sino là có hai kiểu sử dụng. Một là khi ở trạng thái bình thường, nó sẽ lướt một phát gây ra sát thương lôi. Hai là khi đang ở trong trạng thái nổ, E sẽ được giảm thời gian hồi chiêu xuống còn 3 giây và gây ra sát thương lớn hơn khi bạn đang ở trong trạng thái dẫn đường. Để nói cho dễ hiểu hơn là khi bật nổ, nếu mà nó hiện ra một con mắt to đùng trên màn hình thì các bạn nhấn E ngay lập tức là nó sẽ bút sát thương lên đến hơn 200% cơ. Và bằng một cách hài hước nào đó, chiêu E lại được gọi là tang lễ khi dùng nổ. Chắc là một cái chốc hài hước và không hề khung lúc nào đó của Sino ấy. Để tăng được 200% sát thương cho kỹ năng nguyên tố, chúng ta cần phải kích hoạt nổ. Và cái kỹ năng nổ của Sino sẽ chuyển mở đòn đánh của các bạn thành sát thương lôi và sẽ không bị thay thế cho dù các bạn có mang BNC6 đi cùng đi chăng nữa. Thật ra không ai mang đâu, tôi ví dụ vậy thôi. Về phần nội tạng, cái số 1 là cái như tôi đã nói ở trên, nó sẽ hiện lên con mắt ở trên màn hình nếu bạn đang bật nổ. Và khi đó các bạn nhấn E sẽ được tăng 30% sát thương, đồng thời ném ra 3 tia sét gây 100% sát thương bằng với tấn công. Tóm lại là nó sẽ được tăng 135% sát thương luôn đó. Nhưng nội tại 2 là thứ khiến cách chơi của Sino nó hòa nhập với Sumeru nè. Chứ là cái đòn đánh thường của các bạn hay là kỹ năng E sẽ được tăng sát thương dựa vào tinh thông nguyên tố, và nó tăng rất là nhiều. Để combo Sino hoàn hảo thì nó có một cách rất là hay. Tại tôi không phải là main Sino nên đôi khi trong video tôi thường combo hụt, nhưng mà không sao, chơi cỡ nửa tiếng là sẽ quen thoi ngay thôi, các bạn cũng vậy. Combo dưới đây là công thức để tối ưu sát thương nhất cho bộ kit của Sino. Đó là E, Q rồi đánh thường rồi là E, rồi đánh thường rồi E. Các bạn thấy con mắt hiện ra, sợ nó mất thì cứ yên tâm. Nó sẽ tồn tại vài giây rồi mới biến mất, và mỗi 4 giây nó sẽ lại xuất hiện một lần. Vừa khít với cái CDE khi bật nổ của Chấn Thành, và đó là combo cho bộ giấc mộng hoàng kim. Với bộ như sấm thịnh nổ thì các bạn sẽ được giảm thời gian hồi chiêu trong lúc gây phản ứng. Tức là trong thời gian bật nổ, combo mới của các bạn sẽ là E, Q rồi đánh thường rồi E, rồi đánh thường E. Đánh thường cho con mắt xuất hiện rồi là E tiếp. Nó gấp đôi được số lần dùng E cho lúc chờ con mắt xuất hiện của các bạn. Và đó là lý do tại sao lát nữa tôi sẽ nói cái bộ thánh nhiệt vật này thuộc top và nó tối ưu sát thương của Sino nhất. Bộ kích cũng gọn ghê, cũng dễ hiểu. Sát thương thì được buff khá là nhiều, nhưng mà về cách build thì tôi không dám chắc là tôi nói đúng 100%, bởi vì tôi không có Sino. Mà Sino này là Sino tôi mượn thôi, cho nên là nếu tôi sai thì mong các cái main Sino xem được video này, hãy comment cách build và góp ý giúp tôi để những cái bạn newbie hay là những cái bạn không chơi Sino bao giờ có thể hiểu rõ hơn về Sino nha. Cho ai ghiền có chủ đích drone Sino thật, chứ không phải là tìm kiếm sang linh như những người khác, thì hãy đầu tư Chấn trước khi nghĩ đến cung mệnh. Còn ai muốn đầu tư sâu xa hơn là vừa sở hữu Chấn mà vừa sở hữu C1, bởi vì cái cung mệnh 1 theo như suy nghĩ của tôi nó là cái cung mệnh xịn mà rẻ nhất hiện tại rồi. Bây giờ chúng ta nói về trang bị trước khi nói đến những cái dĩ viên hài nào phù hợp để tạo ra một cái kịch bản cực kỳ hài hước cho nhân vật Sino nha. Chúa hề Sino chỉ sử dụng ngon nhất với các cái vũ khí 5 sao, trường hổ ma và hòa phát diên là top tier những cái thương cho Sino và các bạn ăn cắp nếu như các bạn không có Chấn. Ngoài ra, hủy diệt cũng là một thứ có thể sử dụng được nếu bạn là một người sang chảnh không thích xài đồ tím 4 sao, cho dù nó là battle bát và tốn 1 triệu để hoàn thành cây R5. Để mà so sánh trong ba cây này thì hòa phát diên là ngon nhất khi Sino có một tốc độ đánh khá là nhanh. Hổ ma thì không phát huy được toàn bộ nội tả, chỉ phát huy được bao nhiêu 75-80% thôi, nhưng mà ít ra nó vẫn ngon hơn tất cả hủy diệt kia. Vũ khí 4 sao của Sino thì rất là phải dùng rất là nhiều tiền, bởi vì đó là Chấn Thành mà. Và những cây thương ngon nhất cho Sino không gacha thì cũng phải nạp tiền, bao gồm hai cây thương battle bát, một cây gacha mới nhất ở Fountain. Nếu không có những cái vũ khí ở trên, các bạn có thể sử dụng đồ hoàn toàn free to play mà ai cũng có thể có, như là thương rồng, mũi nhọn của gió, là cái thương sự kiện mới phát ở đây luôn, hay là cái vũ khí chế được là giáo Titan, và một cái vũ khí free to play cực kỳ ngon nằm trên top những cái vũ khí 4 sao ở trên là thương Bạch Anh. Nếu so về hai cây Battle Bat thì cây thương mới ngon hơn và có lợi hơn cho Sino rất là nhiều, bởi vì nội tạng của cây thương này giúp nó tăng tinh thông, điểm trừ ba cái nguyên tố khác nhau trong đội, cũng không phải làm khó Sino lắm. So sánh với những cái đồ free kia, tôi nghĩ mũi nhọn của gió có ích cho Sino hơn là cây thương rồng, bởi vì nó mở rộng giới hạn đội hình thêm một xíu, chứ cái khả năng hút hay là khả năng sử dụng thì nó cũng ngang ngang nhau thôi. Còn giáo thập tự thì nó là đồ chế tạo nên chắc chắn là yếu hơn những cái vũ khí 4 sao chơi rất là nhiều.
Trái với cái đống 4 sao đó, cây thương bạc anh 3 sao lại nằm trong top tier vừa rẻ vừa thơm khi vừa có tỷ lệ mà vừa tăng được 50% tấn công như Sino, giúp chúng ta dễ build hơn là cái đống vũ khí 4 sao rẻ tiền ở trên rất là nhiều. Thánh nhị vật thì tất nhiên tương tự Ayato và có nhiều bộ Sino có thể sử dụng được, bao gồm như sấm thịnh nổ, giấc mộng hoàng kim, đóa hoa trang viên, đoàn hát lang thang, giác đấu sĩ, thợ săn mai đê trao xe và các tôn giả trầm lặng. Mỗi bộ lại có một kiểu build khác nhau và nó tùy thuộc vào vũ khí mà chúng ta trang bị cho Sino nữa. Nhưng mà bạn nói chuyện nó sau đi, chúng ta lại phân tích từ dưới lên thôi. Thợ săn mai đê trao xe thì nói chung là chỉ dùng được khi mà đi với Furina, cho nên là thôi khỏi nói đến. Tôn giả trầm lặng thì không khác gì cái giác đấu sĩ lắm, nhiều khi các bạn còn phải farm nhiều hơn và nó chỉ phát huy tốt ở cái team điện cảm và team sinh trưởng. Những cái dưới vẫn là dùng còn hơn chat, nên là hạn chế lựa chọn cái bộ này. Giác đấu sĩ vẫn là cái vị trí thanh di vật rẻ và dễ build nhất, bởi vì nó xuất hiện mỗi khi chúng ta farm boss và chúng ta có rất là nhiều cái thanh di vật giác đấu sĩ ở trong túi đồ. Đây là bộ thanh di vật tập trung nhiều vào tăng tấn công cho nhân vật, cho nên chúng ta có thể dễ dàng build và lựa chọn các cái thanh di vật có dòng phụ là tinh thông thay vì tấn công. Tiếp theo là đến đoàn hát. Nội tại bộ 4 nó không giúp ích gì cho Sino cả, nên nó chỉ được sử dụng và lựa chọn để làm bộ ghép với như sấm thịnh nộ hay là những cái bộ ghép khác thôi. Khi sử dụng bộ ghép hai sát thương, lôi và hai tinh thông, các bạn có thể build thoải mái hơn và nên dùng ly hiệu quả nạp hoặc là tinh thông thay vì ly sát thương lôi. Tiếp đến là bộ đóa hoa trang viên. Nó cho dễ hiểu thì nó tương tự như bạn mang một cái bài du rẻ tiền bên mình vậy, là nó boost sát thương của các cái phản ứng thể thảo. Vì thế nên nếu sử dụng bộ này, các bạn nên sử dụng team nở rộ anh hay thâm hoặc là team bung tỏa thô ma với cây thương mũi nhọn của gió, thương rồng và khúc ca bệnh hẹp. Và vì nó khiến cho team Sino bị giới hạn lại, cũng như không phát huy toàn bộ khả năng của Sino, cho nên các cái main Sino không ai thèm dùng nó cả. Chỉ có các cái youtuber thích test đam hoặc là nó được trang bị cho những cái hỗ trợ trong team của Sino mà thôi. Hai bộ cuối cùng là hai bộ top tier và phù hợp cho Sino nhất. Bắt đầu với giấc mộng hoàng kim trước đi nhỉ. Nó được cho là top tier vì có thể boost tấn công và tinh thông sau khi kích hoạt phản ứng, rất là phù hợp với tốc độ đánh và bộ kích dựa trên tinh thông của anh ta. Bộ tiếp theo chính là như sấm tịnh nổ. Đây phải gọi là một cái bộ siêu mạnh, siêu hợp bởi vì nó tăng sát thương phản ứng, đã vậy còn giảm thời gian chờ, thời gian CD của kỹ năng nguyên tố, giúp tối ưu sát thương và spam được liên tục các cái chuyện cười của Sino cho các bạn nghe. Nếu ai không có những cái bộ chính sẵn hay là farm chưa ra mất nhiều thời gian quá thì các bạn có thể sử dụng những cái bộ ghép. Mà các cái bộ ghép các bạn có thể ghép cho Sino nó rất là nhiều và vô số các cái biến thể, như là hiệu quả nạp ghép với tinh thông, hiệu quả nạp với tấn công với tinh thông, tấn công và tấn công, lôi và tấn công, lôi và tinh thông, vân vân. Ai muốn chơi Sino tốt thì nên sở hữu một trong hai bộ top tier mà tôi nói ở trên. Và bộ ghép chỉ là dùng để giữ chỗ lúc farm thôi nha các bạn nha. Về chỉ số cụ thể cho free to play, sử dụng vũ khí sự kiện thương rộng, thương chế tạo được thương 3 sao thì tối thiểu các bạn nên đạt attack là 1700, tinh thông 200, tỷ lệ 70, sát thương bạo là 170 và 180 là tốt nhất. Còn cho những cái bạn có chấn hay là ăn cắp được hai cây thương của thần lùn và chú chạy hòm, hay là bỏ một cú ra để up R5 vũ khí bắt tổ bát thì chỉ số của các bạn phải cao hơn rất là nhiều, với attack là 1900, tinh thông là 300, tỷ lệ là 75-80%, sát thương bạo là 190 hoặc là 220%. Đặc biệt với bộ thợ săn mai đê trao xe thì các bạn có thể giảm tỷ lệ xuống 40 và dùng cái chỗ trống đó để tăng tinh thông hoặc là tấn công lên. Và đặc biệt ghi nhớ là các bạn phải tăng sát thương bạo lên trên 240% nha. Nói chung là sát thương bạo khi sử dụng bộ thợ săn càng cao thì càng tốt, 300% luôn. Hoàn thành tất cả những cái thứ cơ bản của Sino rồi, chúng ta chuyển sang top những cái đội hình cho Sino đi nào. Hồi xưa Furina chưa ra mắt thì Sino nó có một cái team khá là mạnh, là chỉ cần ba người thôi, là Nahida, Sino và Baizu. Nahida thì tăng tinh thông, Baizu thì tăng đam cho phản ứng liên quan đến thảo. Vị trí còn lại các bạn có thể mang thêm buff hay là sub DPS hay là bất kỳ cái gì các bạn thích. Giờ Furina ra mắt nhét vào thì gọi là hết nước chấm. Cái nhân vật mà nên đi chung với Sino nhất chính là Nahida. Nghệ sĩ hài số 1 Sumeru thì phải đi với thần của nước đó mới gọi là cảm nhận được cái hào quang rực rỡ chứ, đúng không các bạn? Nếu không sở hữu Nahida thì Baizu sẽ là hỗ trợ thay thế tốt nhất cho vị trí này. Với hai cái vị trí lôi và thảo trong team, chúng ta có thể có đầu tiên là team sinh trưởng. Team cơ bản nhất của Sino, các bạn có thể sử dụng Fischl và Nahida, hoặc là Fischl và Kazuha, Fischl và Zhongli. Rẻ hơn nữa thì có thể là Fischl và Yao Yao nếu như các bạn không có Baizu. Tiếp theo, ngon lành hơn là team anh hai thâm. Tôi gọi như thế bởi vì nó là cái team đặc trưng, là cái team mạnh nhất của anh hai thâm, và chính là team nở rộ với Kuki, Nahida và Shinkyu hoặc Yelan. Tốc độ đánh của Sino vừa có thể kích hạt và dồn đam liên tục, nói chung là cực kỳ ác, nhưng mà thua anh hai thâm một xíu nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng biến thể như là Fischl, Yao Yao và Yelan để thay thế. Tất nhiên đam vẫn yếu hơn tại vì Yao Yao phải ra sân chút xíu, cũng như là cấp thảo của nó khá là thua xa Nahida. Phiên bản Pro Max hơn thì các bạn có thể vừa mang Nahida, Yelan và Zhongli để tăng khả năng sống sót cho Sino.
Nhưng những cái team này nó bị một điểm trừ, à không, toàn bộ team Sino nó bị một cái điểm trừ là thời gian ra sân của Sino quá là lâu. Một khi chúng ta đánh những cái ái quái đông thì chúng ta phải swap nhân vật khác để gắn ấn hay là dùng chiêu thì nổ Sino lại bị mất. Nói chung thời gian đứng sân quá lâu cũng là một điểm trừ khiến cho nhiều người không thích chơi nhân vật này đấy. Thứ ba là team bùng tỏa với sự góp mặt của Shinkyu hay là Kuki hệ hóa Thoma. Với Thoma build full liên thông và hiệu quả nạp, nó tương tự team nở rộ mà thay Kuki bằng Thoma thôi. Dam thì cũng tương tự nhưng mà phát huy tốt hơn ở các cái ái quái đông. Thoma ở đây như tôi nói ở phần hai nhân vật ở trên, các bạn có thể mang đóa hoa sang viên và build full liên thông cho anh ta. Đánh nhân vật đó rất là tốt cho mình hỗ trợ liên quan đến Sino. Sau khi lướt các cái comment ở trên mạng, tôi biết được thêm một nhân vật nữa khá là được các cái men Sino ưa chuộng, chính là Beidou. Cô nàng One Piece này vừa tốt cho khả năng sinh tồn của Sino, vừa có thể tạo ra sát thương trong lúc bạn múa may quay cuồng trong lòng địch. Với Beidou, các bạn có thể sử dụng team full sát thương không buff như là Yelan và Shinkyu, hay là team sinh trưởng có buff với Nahida và Baizu, hoặc là Nahida và nhà lý hành thảo cầm kiếm gỗ R5, hoặc tự thân Beidou C6 có thể buff cho Sino luôn, bởi vì nó giảm kháng nguyên tố luôn cho cái địch mà. Bố đến cho các bạn là về các cái team có Furina có thể với Sino ấy, thì nó khá tương tự như là Yelan và Shinkyu. Nó phát huy rất là ác quỷ ở những cái team rát vàng mà tôi nói lúc đầu, và cái team nở rộ Kuki. Furina ở đây là đóng vai trò phiên bản Pro Max của Yelan hay là Shinkyu khi có thể vừa buff dam mà vừa gây sát thương. Healer thích hợp nhất với Sino ở team Furina chắc chắn là Baizu rồi, bởi vì Baizu vốn sinh ra để buff cho những nhân vật kiểu Sino mà. Vị trí còn lại ngoài Nahida, các bạn có thể mang Fischl hỗ trợ nạp cho Sino, hay là Kucho Sada C6 vừa buff vừa hỗ trợ nạp, rồi Thoma hay là Yelan Shinkyu. Nói chung là tôi sẽ khuyên các bạn là nên có Nahida hoặc là Baizu trong team Furina và Sino nha. Nói chung là không có cũng không sao cả, chỉ là hai nhân vật này nó quá ngon và buff quá nhiều cho Sino mà thôi. Ok, đã đến giờ kết thúc thách thức danh hài với người chiến thắng là Solo, khi các trò đùa của bạn ấy trong cái video này quá khúm núm ở gần mức ngang với giám khảo Sino của chúng ta. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình lần sau. Và video của tôi đến đây là hết. Bạn nào thích video hãy để lại cho tôi một like và đăng ký kênh để có thể xem thêm những cái nội dung khúm núm tiếp theo của tôi. Tạm biệt. À đủ.